Hello mọi người, ngày mai là ngày 17 tháng 2, mình sẽ livestream vào lúc 20 giờ 30 phút tại app Bigo Live. ID của mình là LMT Vlog. Mọi người hãy tải Bigo Live về để giao lưu cùng với mình nha. Thế đây chú mày. Dẹp ngay cho chị con đi. Chú bơ. Chú bơ. Đây. Uống rượu lắm mà. Giờ thì mày làm được cái gì? Mình đừng có biết con uống rượu để làm gì không? Để lát chứ để làm gì cái gì? Để luyện tuyết quyền. Hết rượu ở đây. Quan rượu là quan uống. Ngấp bôi là thất bại. Mày uống nữa đi. Mày uống nữa đi. Giao lưu mấy chiến ơi mẹ. Giao lưu của mày là với cả huyện chứ gì. Vâng. Không sót một ai. Tao chả hiểu mày uống nhiều như thế để làm gì. Để chuẩn bị thi Olympic còn. Nani? Hả? Thế ai tổ chức? Hội thanh niên là. Uống mấy chén rượu mặt đỏ lên căng. Mày có thấy mặt trời đâu không Vũ? Không thấy. Thế thì anh phải tỏa sáng thay. Bố đã ra rượu rồi mà giờ còn anh à? Thì anh phải nối nghiệp cha mà. Nốc cho nó lắm không? Giờ vệ 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 vệ. Mẹ có thấy con chó ngáo nhà mình nó già rồi không? Thế thì liên quan gì? Đây thì con mới phải nghiền thức ăn cho nó à. Nani? Anh nôn ra chỗ khác, say chó của em. Cô chó tên Tiểu. Mẹ, con uống rượu là để bổ sung vitamin can đảm. Can đảm để làm gì? Tỏ tình crút. Thế nên lại uống say để quên đi nỗi sầu. Mày bỏ rượu bê bết đi xe nào. Không có rượu thì chỉ buồn nôn. Mà có rượu thì không say không phải bố ạ. Uống ra sướng mồm đi xong vào viện và chữa gan. Trước khi lá gan này giết con sẽ giết nó trước. Nani? Mày xem thằng Chiến nó có rượu chè gì không? Đàn ông mà không biết uống rượu. Vụt vụt. Chiến nó chăm chỉ làm ăn kiếm mọi tiền. Mày có đáng thách xem được nó không? Này, vào bàn nhậu xem. Con vặt nó ngay. Cái rượu bia nó ngon ngọt ở chỗ nào? Rượu uống chén đầu thì chưa thấy ngon. Nhưng mà uống đến chén thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Ừ, thấy ngon chưa? Được, nhưng say bố à. Giường bên thằng Vũ đi lên đồng cấy đi. Ôi thế ông làm gì? Tôi đi có việc khác. Dạ, 7 giờ con đi. 7 giờ sáng á? 7 giờ tối. What? 7 giờ tối. Tao ra lệnh, bây giờ mày phải đi cấy. Nhưng mà con không biết đi cấy đâu. Không biết thì học, tao dạy. Mày biết làm rồi thì làm luôn đi. Dạy con làm gì cho tốn thời gian. Đi cấy với tao, đi cấy với tao. Cho con cách cấy lúa. Lội bùn, căng dây, chẳng biết, cắm mạ. Hoan hô, mẹ giỏi quá. Cho tao nghe cái lý do, tại sao mày không đi cấy? Nếu đi cấy là một nghệ thuật thì mẹ là một nghệ sĩ. Dĩ nhiên. Con tình nguyện làm khán giả trong buổi biểu diễn của mẹ. What? Thế làm sao không chịu đi cấy? Chân mẹ có đỉa kìa. Chân mẹ có đỉa kìa. Giò đấy.
Mày mà không đi cấy ấy, đừng có đọng một hạt cơm của tao. Không sao, con có thể ăn thịt. Thôi xin mày, mày muốn gì mới chịu đi cấy phụ mẹ. Mẹ tắt nắng đi, con sợ đến da. Mấy cây mạ của tao đây này, nó lui sống mày đấy. Quan từ đâu? Quan từ đâu? Cứ cây hái xong, mày đi đâu làm gì cũng được. Thế đi đâu làm gì xong rồi cây hái? Con ạ, ở nông thôn muốn được người ta tôn trọng thì bộ tóc luôn phải đầy. Nhưng ở thời nay muốn được người ta tôn trọng thì Facebook phải nhiều ảnh làm từ thiện. Phải nhiều ảnh làm từ thiện. Con ạ, bố mẹ vất vả, cực nhọc lắng mưa để tương lai mày không phải khổ. Muốn con không khổ, sao bắt đi cấy? Mày nhìn thằng Chiến kia kìa, nó chăm chỉ giúp bố giúp mẹ nó đi cấy. Tao ước gì mày được như thế. Chiến ơi, ra đây làm con mẹ tao này. Ra đây làm con mẹ tao này. Nếu con sinh ra trong một gia đình nghèo thì đấy không phải là lỗi của con. Nhưng khi con chết đi mà gia đình đấy vẫn nghèo thì đấy là lỗi của con rồi. Mẹ, nếu con sinh ra trong một gia đình trồng lúa thì đấy không phải là lỗi của con. Nhưng nếu khi con chết đi mà gia đình đấy vẫn trồng lúa thì đấy là lỗi của con rồi. Lúa mà. May mà xác định không đi cấy, ra khỏi nhà tao. Thì con đang đứng ở ngoài đồng, ở trong nhà đâu? Ở trong nhà đâu? Con ạ, mùa vụ cấy hái vất vả lắm. Thì nhà lông mà mẹ. Thế thì tao mới cần mày đỡ đần. Con đần lúc nào? Con hơi bị thông minh ấy. Đã là con nhà lông là phải làm, chạy đâu cho hết lắm. Kiếp này coi như bỏ. Con đang chờ reset lại cuộc đời. Dạ, cháu đây. Hello trường, cháu đi đâu về đi cháu? Cháu vừa đi chơi về. Lông bông vô công rồi, nghe mà. Sai thế nào được? Cháu làm cái gì mà suốt ngày ôm điện thoại với sách vở thế? À, cháu online. Ôm lô ghi đề thì có. Sai thế nào được? Mà cháu có bạn gái chưa? Cháu phải lo cho sự nghiệp, yêu đương để sau. Cô mà đang tán chục em ấy, sai thế nào được? Mà sao mà bố mày quát to thế? Cháu quên bật cái nút nồi cơm mà. Cô bà báo lợ 100 triệu ấy. Chứ còn gì nữa. Sao qua bác không thấy mày tắm nhỉ? Thấy bước nhà cháu hỏng nên mất nước. Nghiện đấy, nghiện sợ nước có dám tắm đâu. Nghiện sợ nước có dám tắm đâu. Chứ còn gì nữa. Qua dẫn người yêu về nhà mà chả gọi bác sang xem. Muốn cháu về tranh thủ tí thôi. Chắc lại có bầu. Dẫn về ra mắt đây. Chứ còn gì nữa. Sáng nay thằng nào đều cháu về đây? Thằng bạn cháu cùng lớp mà. Tôi nghi chúng nó gầy, đang yêu nhau. Ôi dồi ôi. Tay cháu lên mũi ngọt kìa, chú ý sức khỏe vào. Vết mũi đốt ở tay thôi, bác đừng lo. Ở bình ghẻ là hát nào, chứ mũi diễn cái gì? Ôi dồi ôi. Sao hôm nọ đánh em đâu thế? Nó hơi láo, cháu phải chỉnh đốn lại. Có mà định khử thằng em ấy, độc chiếm gia sản. Độc chiếm gia sản? Ôi dồi ôi. Ôi, tay cháu có vết sẹo kìa. Cháu bị ngã xe đấy ạ. Nãy đua xe bốc đầu. Rồi đo đường đấy. Tôi cũng nghĩ thế. Cháu có xe đạp xịn đây. Mẹ cháu mới mua để cháu đi học. Nhìn phát biết ngay dần trời. Racing boy chính hiệu. Da tết béo lên nhiều thế nhỉ. Cái mồm cháu nó mất kiểm soát bác ạ. Ăn tàn phá hoại đi mà. Mắt ràng. Hóa ra hai mẹ con cháu làm YouTube à? Làm vì đam mê thôi. Lại đem mẹ đi câu view. Tạt nước mắm thử thách 24 giờ. Chứ còn gì nữa. Con chó hớt đi, cháu mua ăn không? Cung tiền triệu bác ạ. Chắc tuyệt thực một tuần ấy, ép bố mẹ mua đấy. Mai tôi đánh bạc. Lấy cháu bảo mới đi chơi về à? Vâng, sao đấy bác? Đang dịch mà còn tụ tập, tôi báo công an, đi luôn. Mai cháu học đại học mấy năm? Cháu học 4 năm ạ. Có mà 1 năm, 3 năm kia nhà trường giữ lại. Thật thế chứ. Có năm nào cháu được học bổng chưa? Cháu nhờ các bạn, chứ cháu cần gì? Có mà lại lỡ môn ngập đầu ấy, cái gì mà được nhận? Bác thêm, bố cháu dạo này hơi khó tính. Bố cháu có bao giờ dễ đâu, mà chả khó à? Kiểu gì chả cãi bố luôn mồm, nên ông mới khó tính. Tôi cũng nghĩ thế. Ở cái xóm này, có bí mật gì
cứ nói với hai bác. Sao lại thế ạ? Thì để cả xóm có bí mật chung. What? Cháu có biết bác thích làm điều tra viên không? Sao bác không đi điều tra đi? Thì tao đang hỏi mày mà. Mày chết rồi cháu trai. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi.